Hi, hôm nay tôi sẽ trả lời câu hỏi từ các comment của các bạn trong video của tôi. Và đây là cái Q&A đầu tiên. Ok, sau này ông được 100k sub thì làm buổi kỷ niệm những ai sub ông từ sớm như tôi được không? Ok, nhưng mà sao lại kỷ niệm những ai đã sub ông? Thì phải ông chết à? 100k rồi tính. Thôi được, cảm ơn ông đã sub. Cho xin inform mic của ông đi. Chờ tí. Mic của tôi là G433 gaming headset. Bạn sinh năm bao nhiêu vậy? Có người yêu chưa ạ? Tôi sinh năm 2003. Chưa, tôi chưa có người yêu. Mong bạn try hát thêm vài game kinh dị này. Ok, đợi, mà đấy có phải câu hỏi không nhỉ? Kệ, ok. Ông sinh năm bao nhiêu và tại sao cái tên của ông khó nhớ vãi lùn thế? Ông phát âm nó được không? Nó có ý nghĩa gì? Sinh năm tôi đã trả lời rồi. Tên YouTube của tôi là MB3R. MB3R thực ra nó là Ember. Nó đéo có cái ý nghĩa gì cả, tôi tự nghĩ ra thôi. Nhưng mà tôi chuyển cái chữ Ember đấy thành một cái lồn gì đó trông tin cốt hơn. Còn nếu các bạn thắc mắc Ember là gì thì nó chỉ là nick LL đầu tiên của tôi. Và nick ấy giờ đi đánh VCS rồi. Liệu ông có chơi thêm nhiều game kinh dị nữa không? Tất nhiên là có rồi. Tôi chơi mọi loại game mà. Tôi có thể donate cho ông không? Không, tại vì tôi chưa có đường link nào để donate cả. Tôi cũng đéo biết tiền chuyển đi đâu nữa. Chơi gay không ông? Không. Cái này là chắc chắn rồi. Trừ vài thằng gay chuyển giới. Đợi từ từ, gay có chuyển được giới không ấy nhỉ? Tại sao giọng của anh lại khiến em nứng vậy? Anh cũng không biết nữa. Anh giới thiệu một chút về bản thân được không? Ước mơ của anh là gì? Và việc anh muốn làm hiện tại nhất là gì ạ? Tôi tên là Nguyễn Trọng Khánh Duy. Tôi sinh ngày 4 tháng 3 năm 2003. Ước mơ của tôi á, tôi muốn trở thành một editor. Và việc đang muốn làm nhất vẫn là edit video. Ông có dự định livestream game không? Hiện tại thì chưa, nhưng mà trong tương lai thì sẽ. Anh có dự định gì về việc phát triển kênh lâu dài không? Anh có dự định gì về việc phát triển kênh lâu dài không? Có, chắc chắn rồi. Ông có định giao lưu với các YouTube khác như Dương404, GNDTT không? Nếu có cơ hội, chắc chắn rồi. Anh tên gì? Anh bao nhiêu tuổi? Anh có người yêu chưa? Nhà anh ở đâu thế? Hà Nội. Anh chơi game được bao lâu rồi? Ngày sinh của anh là gì? Anh thích tựa game nào? Anh thích màu gì? Anh trả lời hết các câu hỏi trên chưa? Tôi sẽ loại bỏ các câu hỏi tôi đã trả lời rồi. Anh chơi game được bao lâu rồi? Chắc từ hồi lớp 5, bắt đầu đi net. Anh thích tựa game nào? Final Fantasy Freddy hoặc LL. Anh thích màu gì? Hồng, vàng, xanh, nước biển. Anh làm video hướng dẫn cách để edit video cực mặn giống anh được không ạ? Các bạn chỉ cần kỹ năng edit và ý tưởng thôi. Ý tưởng thì các bạn có thể tự nghĩ ra, còn kỹ năng edit thì các bạn có thể lên mạng tìm hiểu thêm. Có gì xin link Steam profile chơi cùng mấy game với. Tôi sẽ để nó dưới phần mô tả. Ông có dự định gì trong tương lai không? Và ông edit bằng phần mềm nào ạ? Tôi định kéo con kênh YouTube của tôi lên tầm 10.000 sub là căng lắm rồi. Tôi edit bằng phần mềm. Đây, các bạn có thể thấy. Đây là các phần mềm tôi làm để hỗ trợ cho việc làm video đây. Nhưng mà hầu như tôi thường sử dụng hai cái này. Có vẻ là hết câu hỏi rồi. Mà hầu như các comment trong video của tôi là những comment tích cực chứ không thấy hỏi. Nên là hết rồi. Tôi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của tôi. Và tôi sẽ cố gắng phát triển kênh hơn nữa. Thân chào.